điều gì sẽ xảy ra nếu phước lành tràn ngập từng khoảnh khắc. Điều kỳ diệu ở mọi ngóc ngách, đột phá trong mọi lĩnh vực, tài chính dồi dào, sức khỏe dồi dào, mục đích rõ ràng và có định hướng. Có lẽ nghe có vẻ khó tin, tuy nhiên đây chính là cuộc sống mà đấng tạo hóa dành cho bạn. Chúng ta thường cảm thấy bế tắc, không thể hướng tới những hy vọng và ước mơ, bị ràng buộc bởi suy nghĩ hạn chế và mù quáng trước khả năng. Nhưng những thay đổi xảy ra ngay lập tức khi bạn mở mắt ra để thấy những phước lành đang vây quanh. Những gì bạn dự đoán sẽ biểu hiện, những suy nghĩ thiếu thốn sinh ra nhiều thiếu sót hơn, những ý chí về sự dồi dào tạo ra sự tràn ngập. Bạn có mong đợi những phước lành đi ra và đi vào không? Hay vẫn bị mắc kẹt bởi những hình ảnh trần thế? Hãy chuẩn bị ngay bây giờ để bước đi trong phước lành trong từng khoảnh khắc. Hãy đặt tâm trí và tinh thần để tiếp nhận tất cả những gì Chúa ban. Sự thật là phước lành đã bao quanh bạn. Những cơ hội, những sự đột phá, những cuộc hẹn thiêng liêng, những điều này tồn tại rất nhiều ở xung quanh. Câu hỏi là bạn có thể nhìn thấy chúng không? Bạn có lường trước và mong đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn không? Hay bạn chỉ tập trung vào sự thiếu sót? Quan điểm của bạn định hình thực tế của bạn. Bằng cách chuyển sang nhận thức cao hơn, bạn bắt đầu nhìn thế giới qua con mắt tâm linh. Đột nhiên phước lành xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cuộc gặp gỡ tình cờ đó mang đến sự kết nối mà bạn cần, dòng ý tưởng để khởi động một nguồn thu nhập mới, sức khỏe được cải thiện khi căng thẳng và lo lắng giảm bớt. Bạn nắm giữ khả năng sống một cuộc sống may mắn chỉ bằng cách nhìn nhận bản thân theo cách này, như phục truyền luật lệ ký nhắc nhở chúng ta một cách rõ ràng. Người sẽ được phước khi đi ra và sẽ được phước khi đi vào. Khẳng định đây là sự thật tâm linh trong cuộc sống của bạn. Hãy đặt bản thân vào những vị trí là lối suy nghĩ mà phước lành có thể tìm thấy bạn. Hãy hình dung con đường của bạn với tinh thần lạc quan. Mỗi buổi sáng, khi mở cửa trước, bạn hình dung sẽ nhìn thấy gì? Thông thường, tâm trí của chúng ta luôn hướng tới việc đi làm, những công việc nhàm chán ở nơi làm việc và hàng trăm việc còn dang dở. Con đường phía trước chúng ta có vẻ đầy rẫy khó khăn hơn là niềm vui. Nhưng nếu bạn có khả năng vẽ một bức tranh khác thì sao? Lời Chúa hứa rằng phước lành sẽ theo đuổi chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Chúng ta hãy cùng xem Phục truyền luật lệ ký chương 28. Mọi phước lành sau đây sẽ giáng trên anh em nếu anh em lắng nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. Anh em sẽ được ban phước trong thành cũng như ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể anh em, hoa quả của đất ai anh em, bầy con của đàn gia súc và cả chiên lẫn bò con của anh em đều sẽ được ban phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của anh em đều sẽ được ban phước. Anh em sẽ được ban phước khi đi ra cũng như lúc đi vào. Phục truyền luật lệ ký chương 28 từ câu 2 đến câu 6. Tuy nhiên, chúng ta thường không nhận thấy những điều kỳ diệu xung quanh. Chúng ta lê bước về phía trước, chỉ tập trung vào những vấn đề chưa được giải quyết. Nhưng khi chúng ta thay đổi quan điểm để mong đợi điều tốt đẹp, đột nhiên chúng ta chứng kiến những món quà của thiên đường ở mọi góc độ. Cuộc gặp gỡ tình cờ đó trở thành cuộc liên lạc hoàn hảo mà chúng ta cần. Khoản tiền hoàn lại bất ngờ sẽ bổ sung thêm tiền ngay vào hóa đơn có vẻ eo hẹp nhất. Khi chúng ta bước đi với mong đợi những phước lành, chúng liên tục xuất hiện. Hãy để niềm tin
hướng dẫn bước đi của bạn thay vì sợ hãi. Hãy tin rằng Chúa không có ý định làm cho cuộc hành trình của bạn thiếu đi niềm vui. Mỗi sáng thức dậy, háo hức mong chờ những điều kỳ diệu mà Ngài đã chuẩn bị trên đường đi của bạn. Sau đó hãy xem những rào cản thay đổi khi bạn nhận được tầm nhìn mới này cho cuộc sống của mình. Khi bạn bước vào thế giới mỗi ngày, hãy hình dung bản thân được bao quanh bởi những phước lành. Công bố lời Chúa trong hoàn cảnh của bạn, dập tắt những nghi ngờ và lo lắng. Thay thế những suy nghĩ thiếu thốn bằng lòng biết ơn mong đợi. Hãy mở rộng tầm mắt để thấy và đón nhận những điều kỳ diệu đã chuẩn bị cho bạn. Hãy tin rằng niềm vui đang chờ bạn khi bạn bước đi trên con đường thiên đàng. Đề phòng kẻ đến trắng tay. Khi bạn trở về nhà sau một ngày dài, bạn có thể dễ dàng bị kiệt sức. Bạn có thể tập trung vào những việc còn chưa hoàn thành hơn là tán dương những nỗ lực của mình. Khi cảm thấy bạn đã trở lại với một chút tiến triển, bạn sẽ có cảm giác tốt hơn. Nhưng điều này không thể hiện được tầm quan trọng của mình trong cuộc hành trình hàng ngày của bạn. Bất kể kết quả bên ngoài ra sao, sự sẵn sàng xuất hiện và thực hiện phần việc của bạn vẫn quan trọng. Khi bạn bước từng bước và nhận thức được những phước lành xung quanh mình, bạn đang gieo những hạt giống kỳ diệu chưa nảy mầm. Hãy tin rằng khi bạn nuôi dưỡng tầm nhìn bên trong về những điều tốt đẹp, những dấu hiệu bên ngoài sẽ xuất hiện đúng lúc. Cho phép bản thân về nhà hàng ngày trong niềm vui hân hoan trước thất bại. Hãy biết rằng bạn đã mang hy vọng, niềm vui và tiềm năng thiêng liêng đến với thế giới. Những điều này sẽ mang lại kết quả nếu bạn kiên nhẫn. Khi trở về nhà, hãy đề phòng việc thấy mình tay trắng. Nhớ lại những lẽ thật tích cực được gieo như hạt giống trên đường đi của bạn. Phép lạ đang diễn ra với lòng biết ơn. Hãy giải phóng sự bám chặt của thế gian vào những kết quả có thể nhìn thấy ngay lập tức. Hãy tin tưởng vào vai trò của bạn như một đại sứ phước lành được phái đi hàng ngày. Sức mạnh của nhận thức, định hình thực tế của bạn. Khi bạn bước vào ngày mới, những suy nghĩ và niềm tin hướng dẫn bước đi của bạn có sức mạnh to lớn. Sự tập trung mong đợi vào phước lành sẽ thu hút những biểu hiện trên trời. Nhưng nhìn qua lăng kính của sự thiếu thốn chỉ tạo ra sự thiếu hụt nhiều hơn. Nhận thức của bạn đóng vai trò vừa là tấm gương vừa là nam châm, phản ánh nhiều hơn những gì bạn chú ý đến, đồng thời rút ra những điều đó vào trải nghiệm của bạn. Hãy chọn một cách khôn ngoan nơi bạn hướng ánh nhìn của mình. Không có chi tiết nào nằm ngoài ảnh hưởng của phối cảnh tập trung. Hãy gieo những hạt giống hy vọng chung thủy qua mỗi bước đi của bạn. Công bố những phước lành đang chờ bạn ngay phía trước. Tưới nước cho những hạt giống này bằng cách liên tục củng cố những sự thật tích cực, làm im lặng tiếng nói sợ hãi và nghi ngờ. Sau đó hãy kinh ngạc quan sát khi thực tế đang diễn ra ngày càng phù hợp với tầm nhìn mà bạn đã nuôi dưỡng khi đi ra ngoài. Trở về nhà, bạn tìm thấy những biểu hiện của chính những điều kỳ diệu đang hiện hữu. Hãy nhớ rằng nhận thức của bạn nắm giữ quyền lực sử dụng nó để nói lời cuộc sống qua từng khoảnh khắc, dập tắt những nghi ngờ bằng cách khẳng định sự thật. Hãy tưởng tượng những điều tốt đẹp mà bạn muốn thu hút. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những sự liên kết giữa tầm nhìn và kết quả. Chọn những lời chúc phước mỗi ngày. Lời nói có sức mạnh. Những gì bạn nói về chính mình mỗi ngày thông qua ngôn ngữ và niềm tin hy vọng sẽ định hình những gì diễn ra. Thông thường, chúng ta lấp đầy cuộc đối thoại nội tâm của mình bằng những lo lắng và phàn nàn, bày tỏ sự thất bại trước hoàn cảnh của mình. Nhưng thay vào đó, bạn có thể cố ý dùng lời nói để chúc phước, đặt tư duy tích cực vào mỗi buổi sáng bằng cách đưa ra những lời khẳng định phù hợp với lời Chúa. Hãy hít thở sâu, mời gọi Chúa Thánh Linh hướng dẫn những lời công bố đang thành hình. Hãy ghi tên bạn vào những lời hứa giống như trong phục truyền luật lệ ký chương 28. Con được ban phước trong thành cũng như ngoài đồng ruộng. Trời mở kho để ban phước cho mọi công việc của tay con.
bông trái của thân thể con, hoa quả của đất đai con, bầy con của đàn gia súc và cả chiên con lẫn bò con của con đều sẽ được ban phước. Đức Giê-hô-va sẽ vì con mà mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay con. Con sẽ cho nhiều nước vay, còn con không vay ai. Bạn sẽ tiếp tục công bố bằng tên của bạn qua đoạn phước lành cho đến khi trái tim bạn rung động trước những lẽ thật được nói ra trong cuộc đời bạn. Viết những điều này ra và lặp lại chúng suốt cả ngày trên các tờ giấy dán xung quanh không gian làm việc của bạn, lời nhắc trên điện thoại và những thời điểm quan trọng. Bao quanh bạn với chính những điều kỳ diệu mà bạn mong muốn thể hiện. Hãy để ngôn ngữ cấy ghép tầm nhìn trước khi kết quả có thể nhìn thấy được xuất hiện. Sau đó hãy chờ đợi những hạt giống nhỏ bé của những lời nói chung thủy ngày hôm nay phát triển thành hiện thực nở hoa vào ngày mai. Dám kiến tạo thế giới mà bạn mong muốn nhất thông qua những lời khẳng định mang theo đức tin. Những sự thật nào lấp đầy trong cuộc đối thoại nội tâm của bạn? Câu thơ nào khơi dậy niềm tin cho sự đột phá trong cuộc hành trình độc đáo của bạn? Hãy neo ở đó khi bạn định hình ngôn ngữ phong phú để hướng dẫn các ngày của bạn. Đối với các con cái Chúa hoàn toàn bị thuyết phục về sự chấp nhận và sự phong phú của họ trong Ngài, việc nói lời chúc phước trở nên tự nhiên như hơi thở tiếp theo của họ. Hãy nuôi dưỡng điều này cho đến khi tràn đầy định hình cách nhìn ra ngoài của bạn. Những lời khẳng định nào cảm thấy phù hợp với hành trình của bạn? Hãy dành một vài phút yên tĩnh để mời Chúa Thánh Linh hướng dẫn bạn, cho phép những công bố đó hình thành và trở nên sống động bên trong, khiến bạn tràn đầy hy vọng và mong đợi. Hãy biết rằng bạn được Cha Thiên Thượng yêu thương và chấp nhận. Bạn được ban phước để trở thành một phước lành, bước đi trong chiến thắng, tập trung vào việc bạn là ai. Hãy mạnh dạn nói điều này trong cuộc sống của bạn. Cầu mong lời nói của bạn gieo mầm lòng tốt, sự lạc quan và những sự đột phá mà bạn mong muốn thấy. Hãy để niềm tin vui chờ đợi tràn ngập cuộc đối thoại nội tâm và những lời công bố của bạn. Bạn được trang bị và sức giàu để sống lớn tiếng với những thực tế và kỳ diệu của Vương quốc Đức Chúa Trời, bước đi trong sự trọn vẹn mà Ngài dành cho bạn. Đây là sự khẳng định thiêng liêng hàng ngày của bạn. Nguyện xưng những lời công bố bạn theo lời Chúa vang vọng qua từng hơi thở, tâm trí, tấm lòng của bạn. Bạn sẽ đón nhận một năm mới tràn đầy phước hạnh và đột phá ngoài sức tưởng tượng của bạn. Amen.